cái cánh tay để đâu rồi chú ha? Để ngay chỗ đây. Yeah. Con zoom cho mọi người xem. Đây nè, là các chú để ngay chỗ đây nha cô chú anh chị. Mình tìm xong hết các bộ phận rồi là thử trùng hết một lần luôn. Mong là sẽ tìm được một ai đó nha cô chú anh chị. Bây giờ chị bên y tế, chị sẽ tới là chị khử mùi sự trùng cái xác khủng nha cô chú anh chị. Rồi cắt ra được một chút rồi, bỏ vô bịch ni lông. Đây cắt được một mẫu rồi, bỏ bịch ni lông díp lại, gói lại. Ngay chỗ cái khu vực đó, ngay chỗ mấy cái cây đó, thì bây giờ là các anh các chú bộ đội thì đào rồi, đào lên rồi, mà đào sơ bộ thì không có được bao nhiêu hết, thì bây giờ là sẽ chuyển một cái máy múc vô trong này để nó họ làm việc nha, chứ còn sức người đào không nổi đâu. Giùm cho mọi người xem. Đây nè, là các chú để ngay chỗ đây nha cô chú anh chị. Mình tìm xong hết các bộ phận rồi là khử trùng hết một lần luôn. Mong là sẽ tìm được một ai đó nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là còn 13 người nữa. Thì cũng thông báo với cô chú anh chị là hồi tối hôm qua là nhận được một cái tin dữ, đó là có một người em thanh niên đi tên là Kiên, cô chú anh chị, Nguyễn Văn Kiên. Thì hôm bữa là cũng trong cái vụ sạt lở như vậy là cứu được rồi, nhưng mà sau khi mà đi cấp cứu thì tới hôm qua khoảng 4 giờ thì nhận được một cái tin dữ, đó là em không qua khỏi nha cô chú anh chị. Và tối ngày hôm qua thì người nhà cũng với người làng là có đi lên là để chôn cất nha cô chú anh chị ơi. Chỗ đây là một cái đường bê tông, một cái đường đất thôi, không phải đường bê tông. Ngày xưa là một cái đường đất. Bây giờ họ sẽ thăm dò để tìm cái thế để đi xuống múc đó cô chú gì. Rồi gãy luôn cái cầu ấy luôn. Mong là sẽ tìm được một ai đó nha cô chú anh chị ơi. Điều gì là người dân cũng quá đau lòng, quá xót xa rồi cô chú anh chị ạ. Bây giờ cũng chỉ là mong ngóng chờ đợi để tìm thấy người thân của mình nữa thôi, chứ bây giờ không biết phải làm sao nữa rồi. Cái chỗ này là nó rộng hình như 20 hectare cô chú anh chị ạ. Ngày xưa thì nó không có bằng như vậy đâu, nó không có nhiều như vậy đâu. Bây giờ nó sang, nó lắp lại cái là nó tăng cái diện tích lên đâu đó khoảng 20 hectare cô chú anh chị ạ. 2 mấy luôn, đưa xuống 2 mấy luôn. Múc bây giờ ngay chỗ đây không có thế để mình để di chuyển để múc thôi cô chú giờ. Không có đất đá nhiều, đất đá phía bên kia thì nhiều, bên này thì không có bao nhiêu hết. Đá hay là cái miếng cây gì hết này, không có cây có đá gì hết, rồi phải đi vòng ngược lên kia vòng xuống, chứ còn đi xuyên qua là không được, lầy lắm. Chỗ đây là toàn bùn không, đá thì từ bên kia nó lăn xuống là lăn ra ở phía đoạn giữa đây cô chú anh chị ơi, với lại cây cối, còn cái đây là bùn thì nó dạt vô trong này. Mình lắp luôn cái đường đây à, lên hẳn trên này. Không đâu, không đâu. Ngay chỗ đây nè. Họ đổ ngay chỗ đây nè. Đổ đây dần dần họ lui qua phía bên đó là không bị đâu. Em cái chú bộ đội nó sợ là bùng tí nữa nó tràn vô cái cánh tay phía bên này, nhưng mà không sao. Họ đang làm, chứ nếu mà họ không đang làm thì mình lượm lên ở trên thẳng thôi, ở trên này luôn cũng được, không sao. Đây bùn đất là chính, không có vị trí cho xe múc làm, xe múc kia hình như nó di chuyển đi chỗ khác hay sao, hay là tìm đường chỗ nào đó nhặt cây đá rồi bưng xuống. Tìm được thì thôi.
hay là anh nào chạy qua lượm qua phía này để luôn này, lỡ tới nửa múc đồ này nọ trống mất công. Bà bái chị ở bên y tế của chú anh chị ạ, chị nữ nên sợ vác cái bình nó hơi nặng nên đi qua cái mấy cái cầu tạm đây thấy hơi nguy hiểm một chút. Bây giờ chị bên y tế chị sẽ tới là chị khử mùi khử trùng cái sát khuẩn nha cô chú anh chị. Nhắm mắt lại phun hết người. Cái máy múc bên này đi tìm cây để bỏ vô để đứng đó, cô chú anh chị, thì đi xuống đó là lên không được, nhờ cái máy múc này lên kéo lên. Còn cái xe này thì sẽ khơi thông đường nước ngay chỗ này, nước ở chỗ này nó chạy cũng ít thôi chứ không nhiều đâu, chứ nhưng mà nó tích tụ một chặp nữa là nó cũng đầy. Bây giờ họ sẽ đào lên, sẽ đào cái đường này là đường đất chứ không phải đường xây đâu, cô trò máy xuống được rồi nè. Bây giờ phải một máy múc ở chỗ đây xong rồi là sắp xếp cái vị trí để xe máy múc này xuống nữa, chứ bây giờ đứng chưa có vị trí để xuống, hai máy không thể làm cùng lúc được. Máy này nó khơi thông đường nước rồi. Cuối cùng tìm nát hết rồi, không có cô chú anh chị ơi. Bây giờ người ta đã khơi thông dòng chảy lại như bình thường và lắp lại con đường phía này rồi cô chú anh chị ạ. Cuối cùng là chị tìm được một cánh tay phải nha cô chú anh chị. Thì có người nói là bàn tay trẻ em, có người nói là không, người già, người lớn tuổi á, nên là nó rút lại như vậy thôi. Đó. Mỗi người nói mỗi kiểu, nó mình cũng mỗi nhận định khác nhau, mình cũng không biết sao nữa. Cùng tìm có của chú anh chị ạ, có thể là ai đó bị rớt á, xong rồi cái là bị đứt ra, xong rồi cái là bùn đất rồi nó dạt vô. Bây giờ đầu tiên là người ta chụp hình xong rồi sau đó là lấy mẫu ha. Bông chưa thấy người ta lấy mẫu bao giờ cô chú anh chị ạ. Bây giờ người thân mình tìm được chút nào hay chút mấy của chú anh chị, để đến mình chôn cất cho nó đàng hoàng. Đấy, cô chú anh chị, nó từ cái quyển khuỷu tay á, từ cái khuỷu tay xuống ha, dao dài dữ vậy. Mới kỹ càng không cô chú anh chị.
rồi xong rồi đó. Mấy cái vật dụng sử dụng cũng bỏ hết vô trong bọc về sát khuẩn lại rồi xong. Bây giờ chiến sĩ này là sẽ cầm đi về trên kia của chúng ta.